Đây nha, cô chiếu slide lên nha, xem lớp mình học đến phần nào rồi. Đến âm ng đây đúng không ạ? Phải đến âm này không? Hết đến âm này à? Đến âm M được không ạ? Âm M M đúng à? rồi. Âm M thì có nghĩa là sang cả slide khác rồi đúng không? Rồi thì Đâu hôm nay rồi. sau hôm nay một âm đúng không? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ ôn lại âm L đúng không? Cùng nhau ôn lại âm này nhá. Chúng ta còn nhớ âm này khẩu miệng của chúng ta như nào không ạ? Đầu giữa một chữ thì giống của gì? Việt Nam. Đầu lưỡi lên chân răng đúng không? Đây đầu lưỡi chân răng. L L L đúng không? Cùng vị trí lưỡi của âm tí. Tờ đúng không? L và tờ là cùng vị trí lưỡi. Tờ cũng đầu lưỡi chân răng đúng không? Nhưng tờ ra hơi còn L thì ra âm đúng không? L và L và đúng không? Cả lớp thử làm xem nó đúng vị trí lưỡi đấy không? L N đúng không? L N đúng không? Đúng một vị trí lưỡi không? Đấy là L cao nhá. Những bạn nào ngọng nhá. Những bạn nào ngọng thì nhớ vị trí lưỡi của chữ L xuất phát từ đầu lưỡi ở chân răng. L dạ. Rồi. Thế còn ở cuối một chữ các bạn còn nhớ như thế nào không nhỉ? Đầu lưỡi lên chân răng và phát âm nửa đá on nửa đá đúng không? Đầu lưỡi chân răng và bám sát lưỡi lên răng không thò ra đúng không? Đây. Đây ạ. Để cô spotlight lên cho lớp mình nhìn cho là dễ nha. Đây, đầu lưỡi chân răng bám sát chân răng đúng không? Theo âm từ trong đẩy ra, đây. Ồ, đúng không? Ồ, đúng chưa? Ồ, đúng chưa? Đó. Thì đầu lưỡi chân răng và nhớ này, âm này ở cuối một chữ thì chúng ta nói là âm gì ạ? Ra âm. Vì thế nên chúng ta sẽ đọc nhỏ bằng gì? 2 phần 3 so với gì? Âm trước nó, được chưa? Ok. Rồi chúng ta cùng đọc này. Ồ. Đầu lưỡi chân răng đi. Ồ. Cứ bám sát chân răng xong rồi bắt đầu thả lưỡi ra. Ồ. 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 Đi chưa? Ồ. Ồ. Được chưa ạ? Ok, đó là âm L nhá. Bây giờ chúng ta vào đầu 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 cuối thì giống Việt Nam rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nhá, vào vào âm khi đọc cuối một chữ. Rồi, chúng ta đọc này, L đầu lưỡi chân răng này, letter. Letter. Nhớ âm từ cao này nhá, là lưỡi đầu lưỡi chân răng và hơi ờ một chút nha. Sờ. Cao Letter. mà từ từ dưới rồi. Sờ. Oh. Đầu lưỡi chân răng hơi ờ một tí ạ. À. Sờ. Oh. Oh. Sờ. Oh. Rồi tiếp theo ạ. Mò. 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 Rồi tiếp theo nhá. Từ mộ, âm L cuối này. Phở. Nhớ chỉ có hơi ở đầu lưỡi lên răng hơi ở ở một tí là được. Phở. Phở. Rồi. Rồi xin mời chúng ta sang so sánh giữa L và N. N thì chúng ta đấy là đầu và giữa một chữ thì giống của Việt Nam đúng không? Giống của Việt Nam có nghĩa là đầu lưỡi lên chân răng sau đó uốn lưỡi vào trong đúng không? N N đầu lưỡi lên chân răng quay vào trong giống con N ấy, giống vị trí lưỡi chữ D đúng không? N N N N đúng không? Giống vị trí lưỡi của chữ D, bạn thử gảy một L một D mình xem. N N N N N N N đúng chưa? Cùng một vị trí lưỡi đúng không? Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là NN cuối một chữ còn nhớ phát âm như nào không? Quay đầu lưỡi ở trong ra, bám sát lưỡi lên răng sau đó là gì? Lưỡi quay trong. Lưỡi cong trong này. Và nhớ âm này là âm mũi đúng không? Bịt cái mũi lại cái thì cho thấy là gì? Nó không ra âm, có nghĩa là lưỡi đang đặt chuẩn. Còn bịt cái mũi lại mà nó vẫn ra âm thì có nghĩa là lưỡi chúng ta đang đặt gì? Không chuẩn, đúng không? Đây. Lưỡi quay trong thì nó sẽ ra và cảm giác cái mũi ta nó hơi rung rung đúng không? Âm nó ra đằng mũi mà. Âm nó ra đằng mũi mà bạn bịt mũi lại thì lấy đâu ra ra âm nữa, đúng không? Đúng chưa ạ? Đó là mũi mà. Được chưa? Và nhớ âm này cũng là âm ra âm, vì thế ở cuối một chữ thì chúng ta đọc nhỏ bằng 2/3 so với âm trước nó.
và gì ạ? Chúng ta chỉ ra gì ạ? Hơi gì ạ? Nhỏ thôi, nó chỉ có một chút dư âm n thôi, được chưa ạ? Ok, rồi bây giờ chúng ta vào từ nhá, so sánh cả l và n luôn ạ, sau so sánh hai âm này. Rồi chúng ta đọc nhá, quay lưỡi vào trong nào. No. No. Còn lưỡi ngoài. Low. Low. Quay vào trong. Low. Night. Night. Thò lưỡi ra ngoài. Light. No. Light. Quay lưỡi vào trong nhá, có ần cuối nè. Nine. Nine. Thò lưỡi ra ngoài, bởi vì âm đấy l nhá. Thò lưỡi ra ngoài ạ. À. Đây. Lên cao xong rồi âm cuối thở ẩn nhá. Line. Line. Rồi tiếp theo. Line. Jenny. Jenny. Nhóm quá, cô quên mất không nhóm nhắn lên cho một nhóm cho một bạn lớp nữa để chờ cô một chút. Các bạn cứ tập đi, bạn các bạn tập đọc lại những âm đó đi. Để cô nhắn lên cho cái lớp này. No. Low. Low. Nine. Các bạn đọc đi. Nine. No. Được chưa? Ok. Night. Xin mời chúng ta sang night. Âm tiếp theo. Được chưa? Âm L và N chúng ta thấy ổn chưa? Ổn chưa cả lớp? Đã thấy ổn chưa? Chúng ta chỉ cần để ý keyword của âm N thì quay lưỡi trong nè. N, N. Và thì quay trong nè. Còn âm L thì đầu lưỡi chân răng này. L, 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 L. Đầu lưỡi chân răng. Sau đó gì ạ? À, đầu lưỡi chân răng này. Thế thôi, nó chỉ có như vậy thôi. Ok. Mạng của ông Tuấn vào đi hiểu lại, không đi vào được. Rồi. Mà đây mạng kiểu nó yếu yếu sao, Zoom thì yếu. May mạng nhà cô vẫn khỏe. Chỉ có mỗi một ngày thì nó bị ảnh hưởng thôi, còn những ngày khác thì ổn hết, không bị ảnh hưởng nào. Cơ bản đợt này mọi người học online nhiều nữa, chắc là Zoom nó cũng có vấn đề, không tải được. Rồi, chúng ta vào âm R nhá. Âm R chúng ta còn nhớ cách đọc như nào không? Đầu giữa một chữ, đọc như nào nhỉ? Giống R của Việt Nam đúng không ạ? Đầu giữa một chữ thì đọc giống R của Việt Nam, đúng không? Vâng. Con tự tìm. Rồi, còn cuối một chữ thì như nào? Con đọc hoặc không đọc. Đúng rồi, có thể đọc hoặc không đọc. Còn nếu đọc thì nó là giọng của Anh Mỹ, đúng không? Giọng Anh Mỹ thì nếu đọc thì nó sẽ giống ơ Việt Nam nhưng gì? Ngắn hơn, đúng không? Giống ơ Việt Nam nhưng ngắn hơn. Rồi, ok. Chúng ta cùng nhau là R Việt Nam mình là R chuẩn của miền Trung ấy, hoặc miền Nam người ta đọc ấy. Còn R miền Bắc của mình đọc toàn gì ạ? Bị hỏng hết rồi, đúng không ạ? R, được chưa? Thế còn gì ạ? Đầu lưỡi chân răng hơi lên một tí, nó không lên hẳn chân răng đâu, đúng không? Còn đọc nó sẽ giống ơ Việt Nam đó. Nhưng nó rất là ngắn. Được chưa? Và âm này nó ra âm, vì vậy ở cuối một chữ thì chúng ta thấy là gì ạ? Cái ơ nó rất là nhỏ, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta thử đọc vào từ nhá. Hơi cong cái lưỡi lên một xíu rồi. Red. Red. Right. Right. Mother. Mother. Ờ một tí này. Right. Mother. Mother. Father. 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 Thế chưa? Âm R này thì không phải đọc đúng không? Không phải học luôn ấy. Bởi vì đầu cuối, đầu giữa thì gì ạ? Giống của Việt Nam rồi thì không phải học. Còn cuối một chữ thì gì ạ? Đọc thì đọc mà không đọc vứt nó đi cũng được, không sao đúng không? Rồi chúng ta còn nhớ âm ng này không? Âm ng này chúng ta thấy chỉ có ở cuối một chữ thôi, chứ đầu một chữ không có, vậy nó chỉ có một cách đọc duy nhất. Đúng không? Là gì ạ? Các bạn còn nhớ âm này nó cũng là âm mũi đúng không? Mở cái miệng rộng rộng ra đúng không? Như này. Sau đó khi phát âm thì lưỡi, hiện tượng lưỡi thì hơi thụt lại một chút ạ.
Nữa thụt lại một chút này. À. Thụt lại một chút này. Đấy, cứ thụt cái lưỡi lại nè. Bình thường cô lưỡi cô như này đúng không? Bình thường lưỡi nhảy đúng không? Bây giờ khi phát âm cái lưỡi nó thụt lại trong cái này. Nhà nào chó sủa ghê thế. Tập ác quá chó nó sủa. Tập theo mà. Đây ạ. À. Ừ. À, cái lưỡi này nhìn nhìn cái lưỡi có cong trong chưa? À. À, có hơi cong ở trong như thế, nhỉ? Lưỡi nó hơi đẩy đẩy lên hơi cong trong tí. Nha, cảm giác chỗ này vương vướng này. Chỗ này nó vương vướng này, được chưa? À, có mở rộng cho các bạn nhìn đấy. À. Nhìn lên nó thụt trong nhỉ? Được chưa? Thế thì chúng ta đọc giống như ừng ấy, nhưng mà nó không phải là ừng đâu, được chưa? Thế là nó thì cảm giác mũi nó ra đúng không? Nó ra mũi, âm này nó vẫn là mũi mà, đúng không? Bịt mũi lại biết ngay là lưỡi có chuẩn hay không, đúng không? Âm nó vụt mũi lại nó không thấy ra âm nữa thì có lẽ là chuẩn, được chưa? Còn âm này ở cuối một chữ thì nó vẫn là âm ra âm, vì thế nên ở cuối một chữ thì chúng ta vẫn đọc nhỏ bằng gì? 2/3 so với âm trước nó, vì vậy ừng ấy nó chỉ thấy nhỏ này. Được chưa? Nó chỉ nhỏ như thế này. Được chưa? Ok. Bài tập đi thầy. Đây nha, cô bật cho lớp, cả lớp tự đọc đấy ạ. Cả lớp tự đọc ạ. Sing, ring, ting, long, morning. Morning. Cô giao lên đây. Tiếng Việt luyện đọc trả lời các cô. Sing, ring. Sinh. Rồi cả lớp đọc theo cô nhá. Đây. Khi mà âm cuối này sụt lưỡi lại hơi ừng một tí. Sinh. Sinh. Ring. Sinh. Ring. Sinh. Ring. Long. Long. Morning. 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 Rồi cả lớp tự đọc đi ạ. Sinh. Ring. Ring. Morning. Sing, long, ring, long, ring, ring, long, morning. Con không biết cho nền, con chỉ cho biết cho nền này thôi. Ok, vậy chúng ta đã finish được cái phần của tuần 3. Thế thì chúng ta sẽ tiếp sang slide tiếp theo nhé. Chắc là chúng trước chúng ta đã học slide số 4 rồi. Đó là âm M đúng không? Rồi, ok. Đây, âm M. Đây đúng không? Trước học con này rồi đúng không? Chúng ta còn nhớ âm này không? Trước học là gì ạ? M ở đầu và gì? M ở đầu và giữa một chữ thì đọc giống M Việt Nam nhưng gì? Hơi mím môi đúng không? Để. Hơi mím một chút này. Dạ, và đọc nhé. Mở. Được chưa? Bình thường mình đọc là mẹ thì mình không mím môi đúng không? Mình hơi mím môi cái từ mẹ nó khác hẳn này. Mẹ. 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 Đúng không? Thấy là tiếng Việt nó đã khác rồi chứ nói tiếng Anh đúng không? Bây giờ mình đọc tiếng Anh nhá. Mother thì nó rất là gì ạ? Thoải mái. Mother. Và như giờ mím môi này. Mother. 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 Được chưa? Thấy nó trầm hơn, nó ấm hơn đúng không? Nó khác hoàn toàn đúng không? Vì vậy nên chỉ cần hơi mím môi một chút thôi. Chỉ cần để ý một chút thôi là âm ta thấy nó khác hẳn rồi. Đấy là mới là phụ âm đấy. Còn chưa nói là nguyên âm đúng không? Okay. Rồi. À, còn ở cuối một chữ chúng ta thấy còn nhớ đọc như nào không? Cũng hơi mím môi vậy và phát âm ra gì? Đúng không? Nó chỉ có mỗi thế thôi. Nhưng ở cuối một chữ thì âm này nó vẫn là âm ra âm. Vì thế nên ở cuối một chữ thì chúng ta cũng âm nhỏ bằng 2/3 so với trước nó. Tức là chúng ta chỉ cảm giác có dư âm của chữ
Tức là nó chỉ nhỏ như thế thôi chứ không nghe thấy to đâu ạ. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử vào từ nhá. Âm này rất dễ, tức là phần vụ âm này nó không khó có thế nào cả. Chúng ta đã vào từ này, chúng ta hơi mí môi lại đọc nhá. Meet. 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 Rồi tiếp theo, mím cái môi lại nhá. Move. 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 Tiếp theo mím môi lại này. Make. 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 Các bạn, summer. 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 Mím môi không phải summer bình thường đâu ạ. Mím môi này là summer. Summer. Mình đừng mím môi quá nhé. Có bạn có thấy là mím môi quá như này. Mím như thế này chúng ta sẽ không kịp âm được đâu. Và chúng ta chỉ cần hơi mím một chút này đây. Hơi mím một chút này, chứ không phải mím hẳn như này đâu. Dạ, mím như này. Chỉ hơi mím một chút này. Summer. Summer. Cái này không đọc family nhé. Đọc này. Family. 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 Cái này mở mình môi lại này. Mầm. Mầm. Ở cuối hơi ầm một chút ạ. Mầm. Mầm. Cuối hơi mình môi hơi ầm một chút nhé. Cuối. Mầm. 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 Còn nếu không ầm nó chỉ mầm. Hết. Mầm. Hết. Được chưa? À, mầm. Mầm. Có một chút dư âm ầm. Mầm. Mầm. Thế nếu mà mình không có dư âm cuối mình đọc khăm hết. Đúng không? Nhưng mình môi này. Khầm. Khầm. Đấy nó chỉ có một chút là mím và hơi mím một chút là hơi có dư âm khầm. 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 Bây giờ đấy nó như vậy thôi, cả lớp đều tự đọc lại. Cả lớp tự đọc lại xem nào. Meet. Meet. Move. Make. Make. Summer. Summer. Family. Mom. Mom. Come. Meet. Meet. Move. Make. Make. Family. 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 Meet. Come. Move. Move. Meet. Make. Move. Make. Move. Summer. Summer. Được chưa? Chúng ta mờ được chưa? Mờ cũng rất dễ đúng không? Rất dễ luôn. Đúng không ạ? Chỉ cần hơi mím cái môi lại một chút xíu rồi. Đúng không? Rồi xin mời chúng ta chuyển sang âm ca. Đây là hàng xóm nó hút thuốc, mở cửa đã phát mùi thuốc quá. Rồi đây âm ca là âm ra hơi, các bạn ghi là ra hơi, ra hơi ạ. Để phát âm âm này thì chúng ta lưu ý nha, nó là âm ra hơi. Để phát âm như này chúng ta lưu ý mở rộng miệng ra vừa phải. Đây khi phát âm này lưỡi em này thụt lại, sau đó khi phát âm đẩy hơi ra thì lưỡi ra là vừa, được chưa? Khi phát âm là thụt nữa lại không đẩy hơi ra này, à lại xong là đẩy à. Các bạn nhìn lưỡi cô vào trong không? À, nó chui trong, được chưa? Dạ. Đấy, xong này bật hơi ra thôi. À. Đấy, thụt lưỡi lại và đẩy hơi từ trong ra là xong. Đúng không? Rất dễ. Dạ. Tôi bật mấy cái thôi, không là bật nhiều quá nó không kịp hết hơi, nó mệt. Được chưa? Bởi vì cái âm này của chúng ta nó là âm ra hơi, vậy chỉ có một cách đọc duy nhất như thế rồi, chỉ có thụt lưỡi lại nè. Được chưa? Rất dễ, đúng không? Rất đơn giản. Rồi. Có bạn nào không làm được không? Làm được mà, âm này thì có cái cô thấy ai cũng làm được. Thụt lưỡi lại và bật ra này. Được chưa? Ba cái thôi nhé, đừng bật nhiều, hít hơi đi đã, không nó mệt. Gần như là chúng ta chỉ cần biết cách thôi, chứ còn âm này rất là dễ, đúng không? Rồi, xin mời chúng ta vào cách đọc của nó nha. Đây, chúng ta vào âm đầu tiên này. Đây ạ. À. Thụt cái lưỡi lại một chút nha, ra hơi này. Không là cờ nhá, không cờ không thì có nghĩa là không ra hơi. Mà âm này là cat. Cat, đúng không? Ra một chút hơi. Cat.
cat. Chứ mà cat nhá, cat là không là âm này ra âm mất rồi mà là cat. Đấy, nó ra hơi cả hai phần đúng không ạ? Tiếp theo nhá, không đọc cúc nhá, không đọc cúc nhá, được chưa? Mà nó ra hơi này. Đây, cook. Cook. Hơi đầu hơi cuối luôn ạ. Cook. Được chưa? Tiếp theo ạ. Điện bật lên, con bật nốt cái mà điện giữa trên cùng lên. Rồi tiếp theo không đọc ki nhá, mà thủ nữa lại thì. Đấy, nó chỉ ra một chút thôi là được. Thì. Đây các bạn nhìn này, ba âm này các bạn đều ấy rồi, bật hết lên cả ba cái lên là được. Rồi các bạn nhìn nhá. C ra hơi, p bí môi ra hơi, các bạn nhớ âm p không? Bí môi lại. Đúng không? Đến t cũng ra hơi đúng không? Đầu lưỡi cũng răng. Đúng chưa? Cũng ra hơi đúng không? Vì vậy cả ba âm này ra hơi này, các bạn lưu ý này. Ka pi ka ka bây giờ mở miệng môi lại nhá. Ka pi ka pi ka pi ka pi ka pi ka pi tiếp theo nhá, âm này cũng ba âm đều ra hơi, ba phụ âm đều ra hơi là pờ miệng môi này, cờ ra hơi và tờ đầu lưỡi chân răng ra hơi tiếp đúng không? Miệng môi lại trước này. Ka pi pocket pocket rồi pocket 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 tôi tự làm đi, mẹ đang dạy rồi, cả lớp tự đọc lại đi, cả lớp tự đọc lại từ này một lượt. Pocket ra hơi không phải cờ đâu ạ. Cook. 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 Được chưa cả lớp? Đọc lại theo cô một lượt nhá. Cat. Cat. Tiếp ra hơi tiếp này. Cook. Cook. Pit. 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 Rồi bí môi này. Pit. 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 Đúng chưa? Ok, âm cờ đã dễ nhá. Cả lớp làm được chưa? Âm cờ đã ổn chưa? Yes. Được chưa cả lớp? Ổn rồi đúng không? Âm cờ rất dễ. Rồi. Tiếp theo chúng xin mời chúng ta sang âm tiếp theo ạ. Âm g ạ. Các bạn ghi âm này là ra âm. Ra âm. Rồi, để phát âm này. Chúng ta để ý khẩu miệng nhá. Phát âm này này. Lượng chúng ta cũng mở rộng miệng ra một chút nhá. Khẩu miệng giống hệt âm ngờ. Âm ngờ lúc nãy con đang còn nhớ nhà không? Mở rộng miệng ra. Lưỡi hơi thụt lại đúng không? Lưỡi hơi thụt lại. Âm này y nguyên như thế luôn. Bây giờ y nguyên như thế. Đúng không? Mở rộng miệng ra này. Lưỡi hơi thụt lại. Bây giờ phát âm ra gì ạ? Cảm giác ra chữ gừ nhưng phải gừ đâu nhá. Được chưa? Đây. Gừ, gừ. Lại này, gừ, 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 gừ. Dạ. Chứ không phải gừ đâu ạ. À. Gừ là hỏng, em biết con gì nó gừ không? Được chưa? Cảm giác thôi nhưng không phải chữ gừ đâu, mở rộng miệng hơi thụt cái lưỡi lại em chút là chuẩn thôi. Dạ, gừ, 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 gừ. Dạ. Lớp làm đi. Gừ, 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 gừ. Được chưa? À, thử lại. Gừ. 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 Đúng rồi, đúng rồi. Cứ thụt cái lưỡi lại là được thôi mà. Cứ làm đi. Bạn nào làm được hết, cứ thụt lưỡi lại là âm nó sẽ chuẩn thôi. Bạn làm đúng thôi, bạn nào cũng hoàn âm cũng chuẩn hết. Gừ. 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 Thụt lưỡi lại. Được chưa? Hôm nay không biết có bạn nào bạn
bạn ở trong Hồ Chí Minh bạn nhắn cho cô, bạn bảo em nghe thấy cái tên cô đặt là cái gì Free Covid, em thấy nghe nó cứ sợ sợ. Hỏi ra hóa ra hỏi thế sao lại thấy sợ, thế bình thường mà, đặt tên đấy có nghĩa là Covid này cô dạy free. Thế xong rồi bạn bảo là hỏi lý do vì sao, bắt đầu mới biết bạn bảo là bạn bị F0, bạn là F0 mà đang tự điều trị tại nhà, nhưng mà thấy bạn ấy may mắn được khoảng 6 ngày 7 ngày khỏi rồi, không biết hôm nay có trong lớp này không. Đấy, chúng ta thấy ở Hà Nội còn may mắn chán nhờ, trong Hồ Chí Minh là khổ thế. Nhưng mà Hà Nội cũng ngày nào cũng thấy nhiều, cũng chẳng bớt tí nào. Chẳng biết 15 tháng 9 này cho đi ra ngoài chứ. Cô muốn thẳng ở nhà chả đi đâu. Bây giờ đầu ngõ nó canh hết, chẳng ra được. Mấy tháng nay không ra khỏi nhà. Thế mà thấy mình ở nhà giỏi thế nhờ. Mọi khi mà tôi ở nhà một hai ngày không ở được. Đi quen rồi. Nên tự nhiên bây giờ tôi ở nhà, giờ lại ngại đi ra ngoài, thành quen. Rồi. Ok. Đấy, ra ngoài bây giờ có chỗ nào chẳng có chỗ mà nó cắt tóc cái thứ. Tóc của cô tự cắt. Thế nó dài. Tóc của bạn nhà cô cắt nhà. Cắt chùa nhà. Tôi gọi là đầu tiên không kéo có tóc cắt. Chưa giờ cắt bao giờ. Lần đầu tiên cắt cho thằng không buồn cười quá. Thấy ai thỉnh thợ cắt tóc hết rồi. Rồi, chúng ta cùng vào từ nhá. Chúng ta thụt lại làm lại nè, cả lớp cùng làm lại theo cô nhá. Để, mở rộng miệng thụt lại nè. À, thụt lại nhá. Cứ thụt cứ lại một chút là được thôi. Giờ làm đi, cả lớp làm đi. Các bạn chỉ cần có há miệng ra xong hơi thụt cứ lại một chút thôi. Làm âm kiểu diễn chuẩn. Thì nó giật giật đấy, bởi vì cái lưỡi vướng lưỡi. Khi các bạn thụt lưỡi lại, các bạn có cảm giác cái ở cái chỗ cổ họng này nó vướng vướng không? Nó hơi khó chịu một chút không? Bởi vì cái cuống lưỡi cuống họng nó chạm với nhau đấy, lúc đấy nó đang chạm với nhau nên cảm giác nó vướng. Bởi vì bình thường cái cuống lưỡi cuống họng nó sẽ cách nhau một chút xíu này này, nó cách nhau một chút xíu này, được chưa? Nhưng mà khi mà bạn thụt cái lưỡi làm cái thì cuống lưỡi cuống họng nó sát với nhau như này, nó chạm với nhau ấy, nên cảm giác nó hơi khó chịu ấy, cảm giác nó hơi vướng vướng khó chịu ở đây này. Gừ, nó chạm với nhau mà, đúng không? Thì nó tạo ra âm này, được chưa? Bởi vì sao chúng ta phải đọc như thế nhá? Ở đầu một chữ thì chúng ta đọc như vậy, còn ở cuối một chữ thì giảm bớt volume được một chút là được. Cuối một chữ thì đọc này. Để cuối một chữ giảm volume đi, được chưa? Ok. Đây. Quan trọng cái âm này chúng ta thử được cái lưỡi lại. Thử cái lưỡi lại được một chút là ok, được chưa? À, đầu một chữ thì chúng ta đọc thoải mái nhưng phải thụt cái lại nó không ra chứ g glass là buồn cười lắm, g glass là thành hai âm tiết mất rồi, mà thụt lại nó ra glass chứ phải glass là lưỡi ra ngoài này, g lưỡi ra ngoài này, g để cho thụt lại này, g để thò ra lưỡi ngoài này, g để cho thụt ra trong này, g đấy khác nhau hoàn toàn đúng không, g khác nhá, g khác nhá, đúng chưa? Ok, nó giật giật đấy. Rồi vào từ nhá. Xem vào từ này. Đây, chúng ta vào từ bình thường mình đọc là ghét đúng không? Ghét thò lưỡi ngoài này, nhìn thấy chưa? Ghét, thấy chưa? Ghét. Bây giờ thì thu lưỡi lại này. Get. Thấy khác không? Nó khác với ghét đúng không? Ghét thì ghét nhau rồi, thu lưỡi lại này. Get. Thấy chưa? Đây, dừng cái này cho các bạn nhìn nhá. Đây, thu lưỡi lại này. Nhìn nhầm nhá, ghét lưỡi đang thò ngoài này. Get. Đây nhìn thấy lưỡi chưa? Bây giờ thụt trong nhá. Gat. Đến chữ tờ cô mới đẩy lưỡi ngoài. Chữ tờ cô mới đẩy lưỡi chân răng này. Đấy chưa? Còn bình thường là thụt này. Thụt ở trong này. Bắt đầu âm nhắn là có thụt lưỡi trong luôn này. Gat. Đến tờ thì đầu lưỡi chân răng thò ra ngoài luôn. Gat. Gat cái thụt ở trong tờ ra ngoài luôn. Đấy chứ khác hẳn là ghét. Đúng không? Khác nhau hoàn toàn đúng không? Hoặc kể cả từ gâu thế nhá. Bây giờ mình thò lưỡi ngoài. Gâu. Go, lưỡi ra ngoài đúng không? Thu ra trong này. Go. Khác hẳn nhá, không phải go. Go. Đấy, ví dụ nhá. Tôi thường đi đến trường vào 7 giờ sáng thì không nói I often go, được chưa? To school, được chưa? Mà đọc often go. Đấy, thu được lại này. Go. Không đọc school nhá, mà chữ L cuối này. School. Cuối đầu lưỡi chân răng còn nhớ không? School. 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 School.
School. Chứ không phải school nhá, nhớ chưa? Này, I often go to school nữa hỏng, được chưa? I often go to school. Dạ, đấy đọc thế. I often go to school. I often go to school. Seven. Cái gì đấy? School. I often go to school. I often go to school. I often go to school. Được chưa? Tắt. Đưa máy đi cho mày. School. Được chưa? Đấy. Đấy, chúng ta chỉ cần hơi thụt lại một chút thôi. Được chưa? Đây nha, chúng ta vào từ tiếp theo này. Đấy là từ girl. Chờ. Tiếp theo từ get là thò lưỡi ra ngoài, thụt ở trong này. Gate. Thụt ở trong đi. Gate. Gate. Nếu mình thò lưỡi ra ngoài là glass. Nếu thò lưỡi ra ngoài sẽ là glass. Thụt vào trong này. Glass. Nghĩa lại thì âm nó sẽ chuẩn. Glass. Nó chỉ có nửa chữ g đây. Glass. Đấy. Glass. Chứ mày glass, được chưa? Glass. Theo âm ở cuối, lay. G cuối một chữ thì đọc nhỏ bằng 2/3 so âm trước nó phải chữ g, thì anh đặt giảm volume đi. Leg. Thu đứa lại hơi g một tí. Leg. Rồi, cái túi nhá, bờ mí môi lại này. Bag. Thu đứa lại hơi gừ một tí. Back. Được chưa? Back. Rồi xin mời cả lớp đọc lại nào. Get. Nhớ thu cái lưỡi lại nhá, không phải ghét đâu ạ. Go. Lưỡi lại nhá. Get. Glass. Mí môi. Back. Leg. Rồi xin mời cả lớp tự đọc lại ạ. Tự đọc lại đi ạ. Go. Thế lúc mình đọc phát âm chuẩn phết đi. Rồi được chưa? Được chưa? Thì âm này ổn chưa? Hơi thụt cái lưỡi lại chút thôi đúng không? Âm này chỉ có cái là hơi thụt cái lưỡi lại thôi. À, lưỡi ra ngoài à? Hơi cong lên tí thụt rồi chăng? Dạ. Đấy. Gực. Nếu là chúng ta chỉ cảm thấy cái chỗ này nó hơi vướng vướng này ở đây là chuẩn âm rồi, được chưa? Chỉ có thế thôi, nó không có gì khó cả, đúng không ạ? Gực, được chưa? Còn ở cuối thì nhỏ hơn. Leg, pig. Con lợn đi, được chưa? Xin mời sang âm tiếp theo nha. Mẹ ơi, mờ u đờ là gì ạ? Mờ u đờ. Chồi là gì ạ? Chồi là cái nhánh. Đúng rồi, đây cái chồi lên chồi. Cô này, các bạn đang học, vẫn đang ngồi học. Đầy từ khó lắm. Các bạn đi biết chứ, các bạn. Giờ từ vựng của bạn nhiều lắm rồi. Rồi. Xin mời K và G nhá, so sánh K và G, hai em này đều thuộc lưỡi lại đúng không? Chẳng qua là K thì ra hơi, còn G thì ra âm thôi đúng không? Rồi chúng ta cùng nhau đọc âm K trước và âm G sau những thuộc lưỡi lại này. Vậy khi âm G chúng ta thuộc lưỡi lại này. K thì khi thuộc ra phải đẩy lưỡi ra, được chưa? Thuộc vào xong đẩy ra này. Còn âm G là thuộc lại luôn, được chưa?
Được chưa? Nó khác cả chỗ như thế, còn âm ca đẩy lưỡi ra, thụt vào xong đẩy ra. Còn âm g thì thụt vào, phát âm. Được chưa? Ok. Xin mời vào từ nhá. Xin mời vào từ. Đây. Ồn. Ồn. Các bạn còn nhớ âm đờ không? Còn nhớ cách đọc âm đờ như nào không? Đờ nhá, đầu lưỡi chắc răng quay trong này. À, gẩy vào trong để chữ đờ cuối nó nhỏ hơn này. Ồn. Gẩy đầu lưỡi trong. À, quay trăng này, không gãy trăng này. Dạ, đấy cuối một chữ đấy. Và cả lớp của nhau vào từ này. Thụt. 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 L đầu lưỡi xem răng á. Ờ ờ này nhá. Được chưa? Khò. 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 Thụ lưỡi lại nhá, xong L đầu lưỡi xem răng thì chờ G thụ lại này. Go. 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 Thụ lưỡi lại xong rồi trong đọt thò lưỡi xem răng, được chưa? Go. 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 Phải go đúng như go thò lưỡi ra ngoài rồi. Go. 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 Tiếp theo xin mời ạ. Class. Class. Lại này, glass. Class. Tiếp theo ạ. Bờ mí môi lại ạ. Buck. Buck. Đọc lại nào. Buck. Buck. Mí môi lại ạ. Buck. Go thủ đã lại nha. Buck. Rồi xin mời cả lớp tự đọc lại ạ. Go. Đọc được hết chưa? Cả lớp đọc lại theo cô một lượt nha. Cold. Cold. Cột lại nè. Gold. Gold. Cold. Thu đỡ lại này. Go. Yep. Glass. Glass. Thu đỡ lại. Glass. Glass. Back. 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 Đúng rồi, thu đỡ lại. Back. Back. Được chưa? Xin mời sang âm tiếp theo à. Đây. Môi răng. Âm này ra hơi, các bạn ghi đi ra hơi. Mở ngoặc ra âm này là môi răng. Vấn đề là có hai môi và hai răng, dùng môi nào và răng nào? Nó gọi là âm môi răng thì âm chắc chắn được tạo ra bởi môi và răng. Vấn đề là chúng ta dùng môi nào và răng nào? Mẹ ơi, ăn răng trên và môi dưới. ANC. Đúng rồi, răng trên và môi dưới chính xác à. Đây. Giờ quan sát cô làm nha. Đây. Bình thường môi gặp môi đúng không? Đúng chưa? Môi gặp môi. Đúng chưa? À, trừ những người mà hàm trên hơi nhô ra tí không nói gì. còn những người bình thường thì môi gặp môi đúng không? Được chưa? Thế thì bây giờ là gì ạ? Để môi gặp răng nhá, môi dưới gặp răng trên nhá, thì chúng ta lưu ý này. Đây quan sát cô để cô đưa môi lên răng này. Đấy. Dạ. Một cái môi dưới lại một tí thôi, đúng không? À. Dạ. Gặp chưa? Môi gặp răng chưa? Đấy. Môi gặp răng chứ không phải môi gặp môi nhá. Dạ. Dạ. Nhưng đặc điểm của âm này lưu ý, môi gặp răng rồi. Nhưng khi phát âm thì môi phải bám sát lên răng. Chứ không phải vậy, vào phát lại ra ngay. Để cho đây, để cho cô làm nhá. Môi phải bám sát lên răng này. Đấy. Được chưa?
xong bắt đầu mới thả cái môi ra, chứ không phải, không phải thế đâu nhá, không phải đọc đâu, không phải thế. Giờ môi phải bám sát răng trong quá trình phát âm, bao giờ hơi hết thì bắt đầu mới thả môi ra. Giờ đây, dạ dạ, cả lớp làm đi, đưa môi lên răng nhé, nhớ nhá. Tập cái này, cái ai có cái màn hình bằng trước rồi, ai có cái màn hình để soi mình chữ bằng trước rồi, đúng không ạ? Quan sát rất kỹ rồi đúng không, môi lên răng dạ, đúng chưa? Để cái hơi nó phè phè ra ngang, không phè phè ra ngang này, hoặc nó hơi lên mũi gì tí, đúng không, đúng không? Nó từ ngang lên trên một tí chứ không, nó không xuống dưới. Tí môi lên răng mặt này. Đúng chưa? Đúng chưa? Làm đi. Môi dưới gặp răng trên. Xin mời làm. Hôm nay mà bạn nào kiểu nói trêu trêu đùa đùa thì bố chết vẫn cười. Tí môi gặp răng luôn đúng không? Khỏi phải điều chỉnh. Đúng không ạ? Nhưng mình phải điều chỉnh. Điều chỉnh thì môi mới gặp răng được. Đúng không? Còn nếu môi gặp môi ra. Yeah, đúng không? Còn môi gặp răng này. Đấy, hơi nó phè phè. Yeah, dễ không? Dễ đúng không? Làm được hết chưa? Làm đi. Sẽ có bạn nào không làm được không? Thu Hà vừa học vừa đánh máy à? Bác Giang sướng rồi. Bác Giang quê cô. Ngày xưa nhớ chị Hà này, chị Phi xe từ Bác Giang xuống Hà Nội để học. Bây giờ may có internet, bây giờ may có Zoom nhỉ? Được có học Zoom, nhưng hồi đấy cô dạy chỉ có mỗi dạy online, out offline. Thế mà cứ buổi sáng là phi xe từ Bắc Giang đi xuống đây hai cây hai tiếng nhỉ, hai nhưng tiếng mà tại vâng tại Covid cho nên là bận quá cô ạ, không làm ăn gì được. Nhớ Bắc Giang quê mình quá. Bắc Giang quê mình có kỷ lục ác thật, phi xe nha, sáng phi xe 2 tiếng đến học là 2 tiếng đấy, xin chào máy, xong rồi tối về cũng 2 tiếng đi xe xin chào máy về nhà, sợ thật. Đấy. Bây giờ thì có mạng nên là khắp cả nước học được, nữa phải đi đâu đúng không? Ngày xưa cô dạy offline thành phố Hồ Chí Minh còn mấy người bắt máy bay ra cơ. Book máy bay ra để học lớp 2 ngày miễn phí. Mà không phải đâu, cái đợt đầu cô dạy khoảng 20 chương trình miễn phí, có đâu từ chương trình 21 rồi đi bắt đầu cô có thu một ít phí rồi. Trước là cũng cho đi cộng đồng nhiều, 20 chương trình xóa bỏ lớp tiếng Anh 2 ngày là cũng cho đi miễn phí hoàn toàn. Thế mà hồi đấy cũng có 3 bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, bắt máy bay ra, sẵn sàng chi tiền máy bay ra để học. Ôi tỉnh nhiều lắm, tỉnh ngày đấy cô dạy gần 100 chương trình mà. Trong vòng gần 4 năm, gần 100 chương trình diễn ra. Tự nhớ đi cô. Mà các tỉnh các bạn đang học, bây giờ thì tỉnh nào khắp nước ngồi cái màn hình và nhìn nhau, đúng không? Em thấy cô thì... sinh còn hơn ngày xưa nhưng mà còn thằng cu thì lớn nhanh mà nghe nó già dặn rắn giỏi hơn bao nhiêu. Thằng cu ngày xưa còn bé nhà, hồi đấy học 2 năm rồi nhỉ, chị An nhỉ, 2 năm chưa? được hai năm rồi, cô nhớ không nhầm 2 năm ngày đấy nó một năm 20, 21 19 rồi nhỉ, từ 2019 năm rồi. Cô Covid đã hơn năm cô nghỉ rồi hay gần. Đúng rồi, 2 năm rồi. Rồi. Ok, Thanh Hóa ngày xưa có 2 bố con bắt xe từ Thanh Hóa ra. Không nhớ là mà như hồi đấy giống anh Hiền cực kỳ. Có phải anh Hiền không? Có 2 bố con giống hệt anh Hiền luôn. Thanh Hóa. Bạn ở lớp 3, lớp 4, bố cho ra ngoài học nó chăm thế chứ này. Bảo cái lớp đấy cô nhận từ lớp 6 giờ trở lên. Thế mà lớp 3 lên lớp 4 bố cho ra ngoài này 2 bố con cùng học. Buồn cười. Ngày đấy nghĩ là học dạy 2 ngày từ sáng đến tối luôn. Năng lượng ở đâu ra không biết nữa. Bây giờ không biết lâu không dạy, không biết là có dạy được nữa không. Trước là cứ 2 ngày từ sáng đến tối luôn. Phát hết chương trình mất gốc của mình. Mất gốc của mình bây giờ đó.
nếu mà học kiểu này là mất trong khoảng 2 tháng hoặc đến khoảng 2 tháng hoặc gần 3 tháng mới xong mất gốc ấy. Thế mà hồi đấy học có 2 ngày hết sạch luôn. Học offline nó nhanh lắm. 2 ngày hết mất gốc tiếng Anh. Tuyệt vời thật. Giờ Covid rồi khỏi. Thực ra cứ dạy online này cũng tiện. Thực ra chúng ta chỉ cần tập trung một chút thôi. Khắc phục cái nhược điểm chúng ta một chút là tập trung và làm được hết. Mà đây thấy phát âm các bạn làm được hết gì nữa. Đúng không? Nó dễ lắm. Nó chả có gì khó cả. Đúng không? Đây. Môi lên răng này. Đúng chưa? Fan. Chứ không phải fan. Fan là không phải. Trong môi lên răng này. Fan. Đấy. Fan. Rồi tiếp này. Không phone nhá. Không phone nhá. Môi lên răng này. Phone. 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 Tiếp nhá. Môi lên răng này. Nhớ đầu lưỡi chân răng ừ nữa nhá, lờ nhá. Môi răng trước. Phở. Phở. Đây cho các bạn. Tắt cái này cho các bạn nhìn nó dễ hơn này. Đây. Môi răng này. Dạ. Phở. Đầu lưỡi chân răng luôn. Đây. Phở. Dạ. Đấy nó đơn giản đấy nhá. À. Phần. Phần. Đúng chưa? À, fill. Đấy, lờ đầu lưỡi chân răng luôn. Xin mời tiếp theo nha. Rồi. Là. Phở là. Cuối. Laugh. Laugh. Từ môi răng. Laugh. Laugh. Rồi. Tiếp nhắc một coffee nhá. Mà môi răng này. Coffee. 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 Rồi, laugh. Laugh. Coffee. Coffee. Phone. Phone. Rồi, xin mời cả lớp tự đọc lại. Phone. 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 Laugh. Happy. 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 Rồi cả lớp đọc theo cô một lượt nha. Fan. Fan. Phồn. 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 Phở. 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 Đầu lưỡi chân răng nhá. Phở. 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 Laugh. 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 Coffee. 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 Rồi xin mời chúng ta sang một âm nữa ạ. Một hôm chúng ta học cứ từ từ bình tĩnh này cũng được, học 4-5 âm là chuyện bình thường đúng không? Đây. V là âm gia âm ạ, các bạn ghi gia âm. Gia âm. Nó cũng là âm môi răng. Môi răng. B U G. B U G. Đây là giống chữ này như chữ U ở giữa. Được chưa ạ? Đây, các bạn quan sát này, môi lên răng nhá. À. Vẫn môi lên răng nhớ chưa ạ? Nhưng lưu ý nhá, âm này này, khi phát âm ấy, môi phải duy trì sát lên răng. À. Dạ, bám sát lên răng nhá, bao giờ xong âm mới được thả ra, chứ không phải là vật vật vật, không phải thế đâu nhá. Được chưa? Môi bám sát răng này, quan sát cô làm nhá. Đặt tay đây để cho mình không vờ 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 mở ra, được chưa? Đây. Đưa môi răng này. Thấy môi nó tê tê không?
Cái môi là tê tê ngứa ngứa. À, đưa môi lên răng đi. Đưa lên đi xong rồi xong bắt đầu mới thả ra nhá. Làm đi đúng rồi. Thấy tê tê chưa? Tê tê môi đúng không ạ? À. Cứ đưa môi lên răng thôi, xong vừa thì nó tê tê môi. À. Xong bắt đầu mới thả ra. Được chưa? Cả lớp làm đi. Ngồi răng. Dạ. Cả lớp làm cho cô lại lần nữa nha. Chưa? Thấy môi tê chưa? Thấy môi tê tê chưa? Thấy môi tê tê là chuẩn nhá. Dạ. Rồi xin mời cả lớp làm lại lần nữa này. Dễ không? Thấy tê hết môi chưa? Rồi xin mời bà Từ nha. Đây. Môi lên răng này không phải vét nha. Để cho môi lên răng này. Vét. 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 Tiếp theo này. M của A, M vở cuối nhá. Đầu tiên thì mí môi này. Move. 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 Tiếp theo ạ. Môi răng này. Vir. 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 Tư môi răng nhá. Ven. 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 Cuối hơi ẩn một tí ạ. Ven. 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 Hơi ẩn ở cuối một chút nha. Tiếp ạ. Live. 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 Tư môi lên răng. Live. Live. Đây. Live. 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 Mở mình môi này. Move. 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 Được chưa? Move. Mẹ ơi, nhiệt độ là gì ạ? Tiếp ạ. Nhiệt độ là gì ạ? Vet. Vet. Nhiệt độ. Vet. 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 Rồi. Nhiệt độ là gì? Tiếp theo ạ. À. À, phong cảnh nhá. View. 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 Rồi xin mời lớp chúng ta tự đọc lại nhé. Tự đọc lại tất cả những từ này. Môi cứ môi lên răng là được. Vet. 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 Move. Move. View. 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 Van. Van. Live. 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 Được chưa? Cả lớp tự đọc lại lần nữa đi ạ. Vet. Vet. View. 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 Van. Van. Live. 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 Vet. Thế là hôm nay là chúng ta được 23 âm rồi đấy. Chúng ta còn có 2 âm nữa thôi. Buổi sau là 2 âm là chúng ta hết một nửa từ rồi. Là chúng ta được một nửa từ rồi đấy. Đúng không? Còn có 2 âm nữa thôi. Trong phần phụ âm ấy, tổng phụ âm có 25 âm mà. 25 âm được một nửa từ cho chuẩn rồi. Bởi vì phụ âm chiếm nửa từ mà. Nguyên âm chiếm nửa từ đúng không? Thì chúng ta học hết phụ âm thì là được nửa từ. Hip, hip, hông. Nó đang hỏng hoài.
từ nào cũng biết, cứ hỏi mẹ. Hỏi mẹ xong rồi lại là mâm. Rồi, đó, chuẩn bị chúng ta hết một nửa từ rồi đấy nhá. Xong ngon rồi. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ sang phần giao tiếp nhá.